Xin chào các bạn đang xem kênh Người Việt Xưa. Trong video này, mời các bạn cùng xem lại hình ảnh các nhà ga xe lửa xưa và tìm hiểu về lịch sử ngành đường sắt tại Việt Nam. Đường sắt Việt Nam là một trong những ngành công nghiệp lâu đời của Việt Nam. Ngành đường sắt Việt Nam ra đời năm 1881 bằng việc khởi công xây dựng tuyến đường sắt đầu tiên đi từ Sài Gòn đến Mỹ Tho dài khoảng 70 km. Chuyến tàu đầu tiên khởi hành ở Việt Nam là vào ngày 20 tháng 7 năm 1885. Những năm sau đó, mạng lưới đường sắt tiếp tục được triển khai xây dựng trên khắp lãnh thổ Việt Nam theo công nghệ đường sắt của Pháp với khổ đường ray 1 mét. Thời kỳ chiến tranh, hệ thống đường sắt bị hư hại nặng nề. Kể từ năm 1986, chính phủ tiến hành khôi phục lại các tuyến đường sắt chính và các ga lớn, đặc biệt là tuyến đường sắt Bắc Nam. Thời kỳ trước 1945. Ngày 20 tháng 7 năm 1885, chuyến tàu đầu tiên xuất phát từ ga Sài Gòn, vượt sông Vàm Cỏ Đông bằng phà tại Bến Lức, đến ga cuối cùng tại trung tâm thành phố Mỹ Tho, đánh dấu sự ra đời của ngành đường sắt Việt Nam. Đến tháng 5 năm 1886, toàn bộ các cầu trên tuyến đường sắt Sài Gòn, Mỹ Tho đã hoàn thành, cho phép tàu chạy một mạch tới Mỹ Tho. Năm 1902, Pháp xây dựng xong đường sắt Hà Nội, Đồng Đăng. Năm 1902, Pháp xây dựng xong đường sắt Hà Nội, Hải Phòng. Năm 1906, Pháp xây dựng xong đường sắt Hà Nội, Lào Cai. Năm 1931, Pháp xây dựng xong đường sắt Tân Ấp, Xóm Cục. Năm 1931, Pháp xây dựng xong đường sắt Tháp Chàm, Đà Lạt. Năm 1933, Pháp xây dựng xong đường sắt Sài Gòn, Lộc Ninh. Năm 1899 đến 1936, Pháp xây dựng xong tuyến đường sắt Bắc Nam. 30 năm đầu tiên của thế kỷ 20 để thực hiện chính sách khai thác triệt để thuộc địa, Pháp đã xây dựng một hệ thống đường sắt từ Bắc vào Nam, nhưng chủ yếu nhằm phục vụ công cuộc cai trị và khai thác. Để làm đường sắt ở Đông Dương, thuộc địa Đông Dương đã phải vay của chính quốc Pháp 200 triệu franc, theo thời giá khi đó, để làm đường sắt xuyên Việt, sách xứ Đông Dương, của toàn quyền Paul Dume. Khoản nợ đó, người Đông Dương phải trả, thông qua các sắc thuế nộp cho Pháp. Như vậy, những gì người Pháp đã xây dựng ở Việt Nam, thực chất không phải do họ bỏ tiền ra, mà là do chính người Việt phải chi trả. Thời kỳ từ 1945 đến 1954. Ngay sau khi cách mạng tháng 8 thành công, ngày 28 tháng 8 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức ký quyết định thành lập Bộ Giao thông Công chính thuộc Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trong đó có Sở Hỏa xa, cơ quan quản lý nhà nước và khai thác về đường sắt Việt Nam. Và từ đây, hệ thống đường sắt Việt Nam đã thực sự trở thành tài sản của người Việt Nam, phục vụ người dân nước Việt. Thời kỳ từ 1954 đến 1975. Việt Nam tạm thời chia cắt thành hai miền, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới. Cơ cấu tại miền Bắc. Do Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kiểm soát. Đường sắt xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và chi viện cho giải phóng miền Nam. Thời kỳ này, do nhiệm vụ mới của Bắc Việt là khôi phục phát triển kinh tế miền Bắc để chi viện cho chiến trường miền Nam, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã quyết định thành lập Tổng cục Đường sắt trực thuộc Bộ Giao thông và Bưu điện, trước đó là Bộ Giao thông Công chính, do ông Nguyễn Văn Trần, Bộ trưởng Bộ Giao thông và Bưu điện, kiêm Tổng cục trưởng. Các Tổng cục trưởng tiếp theo là Hồng Xích Tâm Thứ trưởng kiêm nhiệm, Hà Đăng Ấn. Cơ cấu, bộ máy tổ chức của Tổng cục Đường sắt, trước đó là Sở Hỏa xa, cũng được nâng lên ngang tầm với nhiệm vụ, chức năng cụ thể được Chính phủ giao. Cơ cấu của Tổng cục Đường sắt bao gồm Văn phòng Tổng cục Đường sắt, Cục cầu đường đường sắt, Nhà máy xe lửa Gia Lâm, Cục vận chuyển đường sắt, Cục kiến thiết cơ bản đường sắt, Ban chỉ huy quân sự đường sắt, Công ty công an đường sắt, Công ty y tế đường sắt, Công ty thông tin tín hiệu đường sắt, Trường Tổng cục đường sắt, Trường công nhân kỹ thuật Tổng cục đường sắt, Phổ Yên, Bắc Thái, Trường trung cấp đường sắt, Vĩnh Yên, Vĩnh Phú, Ban thể dục, thể thao đường sắt thành lập năm 1960. Thank you.